Một bản tin của tình báo Bộ Quốc phòng Anh ngày 6 tháng 7 cho rằng quân đội Nga đã tập hợp các đơn vị từ những khu vực quan trọng trên khắp nước Nga để đối phó cuộc phản công của Ukraine. Theo đó, lực lượng phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Bakhmut thuộc miền đông Ukraine chủ yếu bao gồm các trung đoàn đổ bộ đường không tinh nhuệ. Các đơn vị này thường đóng quân ở phía tây nước Nga trong vai trò một lực lượng phản ứng nhanh trong trường hợp căng thẳng với NATO. Tập đoàn quân hợp thành 58 của Nga được đóng quân ở khu vực Caucasus hiện đang bảo vệ các vị trí ở tỉnh Zaporizhia thuộc miền nam Ukraine. Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, tập đoàn quân hợp thành số 5 và lực lượng lính thủy đánh bộ của Nga hiện đang chấn giữ mặt trận xung quanh khu Valika, Novosika thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Các đơn vị này đã được điều từ nơi đóng quân trước đó gần biên giới Trung Quốc, tức cách xa gần 7.000 km. Trước đó vào tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với đài BBC rằng 97% toàn bộ quân đội Nga được triển khai ở Ukraine. Đến ngày 5 tháng 7, Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Anh, Đô đốc Tony Radakin, nói Nga đã mất đến một nửa năng lực tác chiến trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga hôm 6 tháng 7 cho rằng Đô đốc Radakin đã nói dối về tổn thất của Nga. Theo cơ quan này, thách thức với giới quan chức quốc phòng và lãnh đạo quân đội ở London hiện nay là thuyết phục người dân Anh tin rằng viện trợ quân sự cho Ukraine là có ý nghĩa và hữu ích. Và điều này lại đang diễn ra trong bối cảnh các chỉ huy quân sự Anh và thậm chí là cả Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ben Wallace đều than thở về tình trạng kho dự trữ vũ khí của Anh cạn kiệt hoàn toàn, còn hàng trăm phương tiện quân sự được chuyển tới Ukraine đã bị phá hủy. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.